Suzy xin chào các bạn. Hôm nay là mình đang soạn cái đơn hàng 1.017.000 cho một cái bạn khách mua sỉ. Bây giờ mình bắt đầu soạn hàng nha. Đây là một sấp túi ni lông. Kích thước là 45 x 30 28.000 một tí ha. Rồi bạn này có mua thêm 5 6 cái băng đô màu hồng nhạt. 2 4 đó, 6 cái băng đô màu hồng nhạt. Sổ ghi chú mini là 40 quyển ha. Sổ ghi chú mini là 40 quyển. Rồi. Vỉ kẹp tròn 6 cái. Tiếp theo đó là 100 ruột bút bi xanh. Đây. Một bịch như vậy là 25 cái ha. 100 cái là 4 bịch rồi. 100 ruột bút bi xanh. Rồi bút lông nhỏ xanh nè. Bút lông nhỏ xanh bạn lấy là 15 cây. Đây 5. Cái hộp, một hộp là 10 cây ha. 15 cây. Cái đơn hàng của bạn là tới 21 mục nè. Rồi, sổ tay lò xo hồng là 10 quyển nè. Sổ tay lò xo hồng là 10 quyển. Rồi, túi giúp xương rồng là 5 cái. Đó, túi giúp xương rồng mình lấy đủ mẫu cho bạn luôn. Là 5 cái, túi giúp xương rồng. Khổ này là khổ A5 nha. Rồi bút bi nến. Đây, bút bi nến một hộp là 20 cây, bạn lấy 30 cây. Thì tí xíu mình bỏ chung với cái bịch kia. Sổ tay Hàn Quốc xanh. Đây. Sổ tay Hàn Quốc xanh bạn lấy 5 quyển. Sổ này dày lắm. Sổ tay men size bạn lấy 10 quyển. Này, đây là sổ tay men size mình lấy nhiều mẫu cho bạn nè. Đó, bạn lấy 10 quyển. Sổ mini A7 mình còn 9 quyển, bạn lấy 9 quyển. Cái này 200 trang nha. Sổ mini A7 200 trang nè. Mình còn 9 quyển là bạn lấy hết 9 quyển luôn. Combo bút 100 cây tặng ngẫu. Bạn lấy 100 cây bút shop chọn ngẫu nhiên tặng thêm 10 bút nè. Đó, nhiều lắm. Ở trong đây là tới 20-30 mẫu luôn. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Các bạn nhìn nha. Đó, bút đủ thứ kiểu luôn. 100 cây bút shop chọn ngẫu nhiên. Rồi, gọt bút chì 50 cái. Đó, gọt bút chì động vật 50 cái, đủ loại đủ kiểu luôn. Mở vô đây cho bạn nè. Nốt động vật. Nốt động vật mình có 8 mẫu nè, bạn lấy là 40 cái. 40 cái thì mỗi mẫu 5 cái, mình vô cũng đã là 10. Ha, ở dưới đây nó có heo nè. Nó có heo. Rồi, thước bộ. Thước bộ ở đây mình có 3 màu. Thước bộ một bộ hư nó gồm có 4 cây nè. Bạn lấy 3 màu. 2 màu xanh, 2 màu hồng và 2 màu vàng ha. 2 màu hồng đó. Dễ thương cực kỳ luôn nha. Bạn lấy đủ 3 màu. 3 màu là 6 bộ nè. Bút treo xanh. Đây, bút treo màu xanh nha. Bạn lấy là 15 cây. 30 cây thì 15 cây. Một hộp. Rồi, tiếp theo đó là bạn lấy bút bi xanh nè. Đó, bút bi xanh. Đó, bút bi xanh. Bạn lấy là 50 cây bút bi xanh. 40 cây màu xanh. Đó, 5 cây màu đỏ và cả 5 cây màu đen. Rồi, bạn lấy thêm bút chì có tẩy ở phía trên là 20 cây. Đó, xong. Đó là cái đơn hàng của bạn nè. Cái đơn hàng của bạn là tổng cộng là 1.017.000. 1.017.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hôm nay mình không quay chi tiết thì mình chỉ soạn cái đơn thôi. Khi nào mình có dịp ở cái đơn nào ít thì mình mới quay chi tiết được. Tại vì quay chi tiết mà một cái đơn như vậy 21 mục á, nó sẽ rất là mất nhiều video đeo thì mình sẽ không up lên được YouTube. Chào các bạn, shop mình là shop Cozy. Mình bán cửa hàng bút và các phụ kiện dễ. Là mình là cửa hàng bút và các phụ kiện dễ thương ha. Đây là địa chỉ và số điện thoại của mình.
Các bạn nào á, mua lẻ và mua sỉ mình đều ship hết nha. Mua lẻ thì đơn 50.000 mình sẽ ship cốc cho các bạn, còn đơn sỉ thì các bạn nhớ add Zalo cái số điện thoại ở phía trên nha. Các bạn add Zalo số điện thoại phía trên, mình gửi ảnh và bảng báo giá cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thân ái và chào tạm biệt.